Xin thân mến kính chào tất cả quý bà con cô bác quay lại với kênh máy xúc cần cầu xe ben của ông tôi. Vâng, rất là lâu rồi chúng tôi mới lại có một cái sản phẩm, đó là PC 28-2E, và con này thì chúng tôi mới rút công xong, chưa sử dụng ở Việt Nam, giấy tờ hải quan đầy đủ luôn. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới nhập cái dòng này về. Nước sơn nguyên bản ở trên cái phần đùi, quý vị thấy là cái nước sơn của nó còn rất là đẹp. Nước sơn con này thì không chê vào đâu được quý vị ạ. Thì lực thì bao khỏe, giá cả hợp lý cho tất cả quý anh chị nào mà đang cần sử dụng cái dòng này, cái dòng cần kỹ thuật để làm việc hoặc là làm công trình ở trong đường phố, nhỏ gọn, thanh thoát, hợp với cái túi tiền của chúng ta, thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi ở cái số điện thoại góc trái màn hình video. Mọi thông tin chi tiết cụ thể nhất thì chúng tôi có thể gửi ngay cho quý vị khi quý vị nhắn tin qua Zalo cho chúng tôi. Quý vị cứ nhắn trực tiếp qua Zalo nhé, tại vì Zalo của tôi rất là đầy, chúng tôi có thể, quý vị có thể nhắn qua, chúng tôi sẽ nhắn lại cho quý vị, chúng tôi sẽ xóa bớt bạn đi để kết bạn cho quý vị những cái hình ảnh chân thật và chi tiết nhất những sản phẩm của chúng tôi đang có. Thì ngoài những sản phẩm này ra thì chúng tôi còn một số, hôm qua chúng tôi mới rút công một số dòng PC 60-6, Hyundai Volvo, Hyundai 80. Đó những sản phẩm mà chúng tôi đang có. Mọi người có thể là đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những cái sản phẩm mà chúng tôi đang có. Bãi Bình Dương và Bãi Thành phố Cần Thơ. Xin chào.